Hôm nay Kha Phương xin phép giao lưu đến với anh chị em một bộ sản phẩm gồm có hai món, là gồm một cái mặt dây chuyền và một cái vòng tay. Cái vòng tay này là trong những cái hộp này, là mỗi hộp nó có là một cái mặt dây chuyền và một cái vòng tay. Và cái dòng này là ngẫu nhiên. Ra đây con. Thì Kha Phương gửi theo một cách ngẫu nhiên, chất liệu của nó bằng đá, mà đá gì thì Kha Phương không có biết, đó là sự cảm nhận của Kha Phương. Nhưng theo cái dòng này thì Kha Phương cảm nhận nó là nguồn xuất xứ từ Myanmar, hay gọi là Miến Điện á. Cái vòng tay này thì theo Kha Phương nghĩ nó rơi vào khoảng chừng ít nhất là từ 58 đến 60, 62. Đó là theo Kha Phương cảm nghĩ là như vậy. Và một bộ như thế này, một bộ hai món như thế này, Kha Phương bán chỉ có là 250.000 đồng và cộng tiền cước. Ở đây Kha Phương bán mang tính chất giao lưu và giải trí cùng anh chị em. Và đặc biệt là Kha Phương đang bán trên kênh YouTube Đồ Xưa Trò Cổ Kha Phương. Vì vậy Kha Phương mong rằng anh chị em bên Facebook xem được cái clip này thì hãy ghé vào YouTube ủng hộ cho Kha Phương một lượt đăng ký, để những khi và ấn cái nút chuông nhận thông báo lớn, thông báo khi mà Kha Phương đăng bài đó, thì khi Kha Phương đăng bài anh chị em sẽ là người thấy đầu tiên, để anh chị em mình có cơ hội sở hữu những sản phẩm rẻ. Chẳng hạn như hôm qua Kha Phương đăng hai cái clip, mỗi cái clip dài 30 phút và rất là nhiều sản phẩm, thì có những người họ chốt chậm, có nghĩa là họ xem sau thì họ bị chốt sau những sản phẩm họ thích. Có những sản phẩm họ thích nhưng cuối cùng họ chốt sau người khác. Thì cái lợi thế của việc đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo thì nó rất là lợi thế ở chỗ đó. Kha Phương xin nhắc lại, một bộ sản hai sản phẩm như này chỉ có 250.000 đồng và cộng tiền cước. Kha Phương cảm ơn nhiều. Nó là nguyên một bộ, nguyên full, và đặc biệt có cái hộp này rất là đẹp luôn. Kha Phương cảm ơn.